Dạ. Cái gì đó? Em hả? Làm gì? Ê, chị gì đây nè? Đèn. Cái này là gì chị biết không? Bộ làm slam của hãng Crayola, slam magic đó. Làm được hả? 10 công đức ở làm slam cho mày luôn đó. Xem cái này hả? Trời ơi, cái này hả? Chị đang mơ ước đó. Chị nói nếu mà kỳ này học sinh giỏi á, muốn mua cho chị đó. Ồ, cái này của mẹ mua ở cửa hàng Mai Kinh Đông cho em đó. Em sướng quá. Nhưng mà tại sao em được? Tại vì năm nay là em được 2 phiếu bé Hoàng. Đúng rồi. Bình thường em được 1 phiếu thôi, nhưng mà năm nay được 2 phiếu đây này. Em đã xin mẹ ra cửa hàng Mai Kinh Đông mua bộ này làm ra cho em chơi. Mày đó. Mày sao em được 2 phiếu này quá hả? Tại vì thực ra là em được có 1 phiếu thôi. Nhưng mà bạn gạt tím ở lớp em á, bạn ấy không cần phiếu bé Hoàng làm gì cả. Thế là em xin phiếu bé Hoàng của bạn ấy, em về em đưa cho mẹ. Thế là mẹ ra cửa hàng Mai Kinh Đông, mẹ mua cho em bộ này luôn. Bạn bộ này luôn, 16 được giảm giá 30% đó. Chị thích lắm không? Thích chị đã được xin giỏi đi. Thôi chị đi học đi. Dạ quá à, em sẽ chơi một này luôn. Chị đi đây. Dạ. Cả lớp, cả tư. Hôm nay cô trịnh trọng thông báo với chúng ta là các em đã có kết quả học kỳ 2 và kết quả cuối năm học. Thi học kỳ 2 vừa rồi, các em đã làm rất dốt. À không, rất tốt. Và đây là kết quả. Hôm nay cô trả kết quả này cho chúng ta là các em hy vọng là sẽ hài lòng và gia đình sẽ hài lòng với kết quả mà các em đã nỗ lực trong thời gian vừa qua. Về đưa kết quả này đưa cho phụ huynh và chúng ta sẽ có một buổi họp phụ huynh cuối năm nhé. Đây, cô ca chớn. Còn đây, cô Minh Lập. Dạ, cảm ơn cô ạ. À. Cái gì? 9,5, 10, 10. Học sinh rất chắc. Đứng nhất lớp luôn. Trời ơi, các bạn đã tin được không? Tớ được học sinh xuất sắc, tôi đứng nhất lớp luôn. Và được học sinh gì hả? Học sinh khá. Học sinh khá, học sinh khá cũng được mà, có gì đâu mà buồn. Không dám đâu. Mẹ ghẻ tôi hả? Nói là tôi phải được học sinh xuất sắc, phải đứng nhất lớp, đứng nhất trường. Bây giờ tôi mà được học sinh khá vậy hả? Về chết chắc luôn. Vậy hả? Tôi đang học sinh khá cũng được mà, nó hơn nhau có xíu chứ mấy. Tôi được học sinh xuất sắc như thế này, đứng nhất lớp như thế này thì về tôi nói mẹ tôi thì sao ta? Đây là. Thưa mẹ, con mới đi học về ạ. Mới đi học về hả? Dạ. Lấy chén cơm đi con. Dạ vâng. Nhưng mà trước khi ăn cơm á, con thông báo cho mẹ một tin nè. Dạ. Là con đã có kết quả của học kỳ 2 rồi đấy mẹ. Rồi sao con? Trời ơi, mẹ biết không? Sao? Năm nay là con được học sinh xuất sắc. Và con đứng nhất lớp luôn. Cái gì? Đứng vị trí nào? Dạ, đây. Con trai con giỏi thế. Dạ vâng. Con đứng nhất lớp à? Dạ. Thế lớp con có bao nhiêu bạn? Lớp con à? Lớp con có 2 bạn. Con đứng thứ 1. Nhưng mà không sao con trai. Hai bạn nhưng mà mình cứ thứ nhất là được. Dạ đúng rồi. Đi này đi đâu làm gì cũng vậy, mình cứ nhất là được. Dạ đúng rồi, học sinh xuất sắc đó mẹ nha. Mẹ dạ. Không ăn uống gì đâu hết. Ngồi đây chờ mẹ nghe chưa? Không ăn đâu nha. Không ăn hả mẹ? Ngồi đây. Nhưng mà con đói. Ủa là sao ta? Sao? Học sinh xuất sắc đứng nhất lớp mà lại không ăn cơm. Tại sao? Có gì đó thay cho hai à? Con, dạ. Dẹp hết dạ? Đi con. Nhưng mà con đói. Dẹp hết đi. Dạ. Tự nhiên kêu dẹp còn ăn cơm. Rồi xong hết chưa? Xong rồi. Tới đèn. Wow, cái gì đó mẹ? Con không thấy à? Cái này có phải là con heo quay không? Nhưng mà tại sao mẹ lại mua con heo quay hả? Trời ơi, không biết à? Thì để em mừng con được học sinh xuất sắc, đứng nhất lớp. À, con hiểu rồi, mẹ là nãy giờ
là mẹ bảo con không ăn cơm mà để con để bụng ăn heo quay đúng không? Đúng rồi đấy. Trời ơi, vậy mà con cứ tưởng mẹ không cho con ăn cơm chứ. Wow. Nhìn đã. Heo quay thơm quá à. Trời ơi, nhưng mà sao à? Mẹ chơi lớn quá nhở? Tất nhiên là mẹ phải chơi lớn rồi. Mẹ chơi lớn xem thử là có ai trầm trồ không. À, vậy là mẹ. Thì ra là vậy. Các bạn ơi, có bạn nào trầm trồ về mẹ của mình không? Nhớ để lại bình luận cho mẹ mình vui với nha. À, con ăn luôn hả mẹ? Đúng rồi, thích cái gì con mặc ra con ăn. Ăn đùi. Ừ. Ăn chân. Ăn khi đúng lắm thôi. Ôi, ngon quá à. Con mời mẹ, mẹ ăn đi, mẹ lấy gì mẹ ăn đi. À, con cứ ăn trước đi. Dạ. Mẹ ăn. Đói quá. Ngon quá. Nhưng mà mẹ ơi, con heo này mẹ mua bao nhiêu tiền nhở? À, con heo này hả? Mẹ mua 2 triệu. 2 triệu? Ờ. Trời đất ơi. 2 triệu. 2 triệu là có phải là bằng mẹ đi chợ mua đồ ăn 2 tháng không? Ờ, đúng rồi. Trời đất ơi. Vậy 2 tháng sau mình ăn gì mẹ? Thì 2 tháng sau mình nhịn. Ăn đi, ăn nhiều hơn con. Dạ. Cái gì mà đứng biến cái ghê vậy? Tôi đang mơ. Mơ gì? Đang ngủ lớp mơ gì? Tôi đang mơ, tôi nói rồi về tôi được thì dắt mẹ tôi mua cho tôi nguyên con heo quay ăn luôn. Hèo quá. Chúc ngày mơ anh. Ôi sao bạn bè đang bị vậy mà không có lo lắng gì giùm hết á. Tôi mà đồ xinh khá về hả? Tôi mà nói mẹ ghẻ hả? Sao ta? Dạ thưa mẹ, con mới đi học về ạ. Ôi, về là con tay cầm gì đấy? Dạ, cái này là kết quả thi học kỳ 2 với kết quả cuối năm học của con ạ. Con được học sinh gì? Dạ, con... con được học sinh khá mẹ. Cái gì? Học sinh khá hả? Dạ vâng. Trời đất ơi. Nhà này á, là không có ai mà được học sinh khá hết nghe chưa? Không có chúa chấp học sinh khá nghe chưa? Thôi mày đi. Mẹ cho mẹ con được. Mẹ đi ra ở đi. Mẹ. Mẹ ơi. Cái gì vậy? Đang ngồi trong lớp mà mẹ ơi gì đấy, tôi đâu phải mẹ mà đâu. Ôi, tôi đang mơ hả? Ai biết. Thôi, về đây. Bye bye. Về đó thì mẹ tôi biết đây. Các bạn ơi, giờ tớ không biết sao luôn đó. Tớ không dám về nhà. Tại vì tớ chỉ được học sinh khá thôi. Nhưng mà tớ nghĩ là học sinh khá cũng được mà đúng không mấy bạn? Tớ thấy quan trọng là sau một năm học thì chúng ta học được cái gì, đúng không? Chúng ta thu thập được kiến thức gì. Với lại tớ đã cố gắng hết sức rồi mà có phải tớ không cố gắng đâu. Nhưng mà đối với mẹ ghẻ tớ như vậy là không có đủ đâu mấy bạn ơi. Mẹ ghẻ tớ giống như là bị bệnh thành tích vậy đó. Tớ mà không được học sinh xuất sắc, học sinh toàn trường giống như con người ta là chết luôn á. Mẹ ghẻ tớ nói là sẽ mất mặt với mọi người, không ngẩng mặt lên được. Tớ không hiểu mất mặt với không ngẩng mặt lên được để làm gì. Gần về tới nhà rồi. Không muốn về, nhưng mà thôi, cuối cùng cũng phải về thôi à. Con bé hả? Chị không biết hả? Em đi ra, em đi chơi công viên nước với mẹ đó. Mẹ cho em đi chơi công viên nước đó. Cho chị đi hả? Ừ. Cái đó là phần thưởng của em đó. Ờ, quên nữa, chị được học sinh gì rồi? Chị biết kết quả chưa? Nếu như chị được học sinh giỏi thì em nói mẹ cho chị đi luôn. Chị hả? Chị được... chắc chưa có kết quả chứ gì thôi. Nếu mà chưa có kết quả thì chị đi vào đi, rồi khi nào chị có kết quả rồi em nói mẹ cho chị đi chơi sau nhá. Ủa mà dạ? Em đi chơi công viên nước không cần, con này làm gì vậy? À quên. Em cho chị mượn bộ xa mày đó. Chị chơi đi, khi nào mà em về chị trả em nha. Thật. Rồi em đi nha. Ở nhà vui vẻ nha. Các bạn ơi, tớ đã về nhà an toàn và không có chuyện gì xảy ra. Tại vì tớ chưa có gặp mẹ ghẻ của tớ. Mẹ ghẻ của tớ bận đưa em Đào Tháo đi chơi công viên nước rồi.
Nhưng mà hả, tớ tiếc quá, tớ không có được đi công viên nước. Tại vì hả, tớ không có được học sinh giỏi các bạn ạ. Không biết là mùa hè này các bạn được đi chơi những đâu? Các bạn có hay đi công viên nước không? Mùa hè mà được đi công viên nước là đã lắm luôn đúng không? Hết ý đúng không? Các bạn được đi chơi ở đâu thì nhớ để lại với mình được cho tớ nha. Mặc dù là tớ không được đi chơi công viên nước, nhưng bù lại em Gà Pháo đã cho tớ một bộ slam này. Đây là một bộ làm slam trong mơ của tớ đó. Cái này gọi là bộ kit chế tạo slam thần kỳ. Nghe đã không các bạn? Ở trong này họ có 10 công thức để chế tạo ra 10 cái slam đó. Và đặc biệt các bạn biết không, đây là một bộ slam của hãng Crayola, rất là nổi tiếng ở bên Mỹ, rất là an toàn đó, được các trẻ em Mỹ làm nhiều lắm. Tớ hả, xem quảng cáo trên cửa hàng My Kingdom á, ôi tớ mê cái bộ này lắm. Mà bố tớ hứa nếu như tớ được học sinh giỏi, bố tớ sẽ mua. Nhưng mà giờ không được, nhưng mà may cái là tớ cho mình. Bây giờ tớ sẽ mở ra làm slam và cho các bạn xem luôn nha. Wow, các bạn ơi. Chúng ta xem nè. Wow, bộ kit này có nhiều đồ quá à. Các bạn xem bên này nè, có rất là nhiều kim tuyến luôn. Kim tuyến Crayola có 2, 4, 6, 8, 10 cái. Cái hộp này gọi là dung dịch làm đông. Bên này là keo sữa. Còn bên này chúng ta có ba chiếc hũ rất là xinh. Lúc mà làm slam xong, để chúng ta chơi xong, sau đó sẽ bỏ vào đây nè, rất là tiện đúng không? Và đây, những cái đất sét màu mè như thế này hả, là những loại đất sét để chúng ta làm ra những cái slam khác nhau. Chúng ta có 2, 4, 6, 8 bịch như thế này với 8 màu khác nhau nha các bạn. Theo như tôi được biết á, là cái hãng Crayola của Mỹ là một hãng chuyên sản xuất ra những đồ chơi rất là an toàn cho trẻ em. Vì vậy hả, chúng ta sẽ yên tâm chơi những loại slam này đúng không? Và đặc biệt hơn nữa là chúng ta có một cái tờ giấy hướng dẫn để làm ra những loại slam giống như trên hình nè các bạn. Đó, có các bước để làm luôn đó. Đây nè, hướng dẫn rất cụ thể chi tiết luôn. Và chúng ta có để làm được 10 loại slam này thì có sử dụng thêm một ít cái nguyên liệu bên ngoài. Tuy nhiên là hôm nay á, tớ chỉ mượn cái bộ này của Cà Pháo chơi thôi, cho nên là tớ chỉ sử dụng những cái vật dụng và những nguyên liệu ở trong cái bộ này. Thực ra là chỉ cần sử dụng những nguyên liệu này chúng ta cũng đã làm đủ slam rồi đó, không cần sử dụng ngoài nữa. Tuy nhiên nếu bạn nào mà thích màu mè hơn, thích tạo ra những cái khác nữa thì chúng ta sử dụng cái nguyên liệu bên ngoài cũng được ha. Bây giờ tớ sẽ làm hai cái slam đi. Trước hết tớ sẽ làm một cái slam basic bằng keo sữa và dung dịch làm đông nha. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ cho dung dịch làm đông nha. Tên tên, rất là nhanh thôi, tớ đã làm ra một cái slam basic giống như là slam bình thường của chúng ta vậy đó. Rồi, cái phần slam này thì tớ sẽ chia làm hai. Nó hơi nhỏ nha các bạn. Tớ sẽ làm hai màu, một màu vàng và một màu hồng. Sau đó mình sẽ kéo giống như là mình làm cái slammer bình thường vậy đó các bạn. Wow, rất là nhanh thôi, tớ đã có một cái slammer rất là mềm mịn. Wow, đúng là có một cái sự khác biệt luôn các bạn xem nè. Cái chất slam này nó rất là tốt luôn. Lúc mà hả, tớ làm á, tớ làm rất là nhanh. Lúc làm ra thì nó rất là bóng nè, không cần phải đợi mấy ngày luôn. Và để làm ra cái slammer, các bạn xem nha, kéo mấy cái là nó đã ra rồi, rất dễ luôn. Và nó mềm, ôi là mềm mịn, ôi là mịn. Đó, các bạn xem. Nó y như là một cái bơ thịt luôn đó mấy bạn. Các bạn xem nè, đất sét của chúng ta vô cùng mịn luôn, mịn ơi là mịn á. Hi các bạn ơi, vậy là tớ đã được hai cái slam. Rồi, tớ sẽ cuộn lại và để vào trong hũ nhé. Xinh chưa, xinh chưa. Bây giờ tớ sẽ tiếp tục làm thêm một cái slam nữa. Các bạn ơi, chúng ta cũng cho keo sữa vào. Sau khi cho keo vào thì chúng ta sẽ cho luôn cái kim tuyến này vào nhé. Kế đến chúng ta sẽ khuấy đều hai cái này lên. Tiếp theo chúng ta cũng cho dung dịch làm đông. Ta-da! Vậy
Vậy là cái slam thứ hai đã xong rồi nè các bạn ơi. Vì là lần này chúng ta sử dụng cái cây kim tuyến cho nên là cái slam của chúng ta to hơn nè mấy bạn ơi. Bóp đã tay hơn và pop rất là đã luôn. Cho vào hũ xong rồi, lát chiều cà pháo mà về á thì tớ sẽ tặng cho cà pháo hai cái hũ slam này, tại vì cà pháo rất là tốt bụng cho tớ mượn bộ này để mai mốt cà pháo vui vui lại cho tớ một bộ này chơi tiếp, đúng không các bạn? Với lại hả, cà pháo nói với tớ một thông tin là cái bộ đồ chơi này nè, cái bộ kit làm slam thần kỳ này á đang được giảm giá tới 30% tại cửa hàng của My Kingdom nhân dịp mùng 1 tháng 6 đó mấy bạn. Nhiều không? 30% là nhiều lắm á. Nhưng mà bây giờ tớ đang có một cái nỗi lo lắng không hề nhẹ là không biết là tớ sẽ phải nói chuyện với mẹ của tớ như thế nào. Tại vì tớ chỉ có được học sinh khá, không có được học sinh giỏi giống như là mẹ mong muốn. Các bạn ơi, các bạn hãy chỉ cách cho tớ để tớ có thể nói chuyện với mẹ tớ, để mẹ tớ không có la mắng tớ, không có đánh đòn tớ, được không các bạn? Các bạn nhớ để lại ý kiến dưới phần bình luận nha. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Nếu như các bạn thích video này thì đừng quên bấm like nha, bấm đăng ký và bấm chia sẻ nữa. Còn bây giờ video này đến đây cũng đã kết thúc rồi. Bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.